Con ăn tầm ạ. Thế thì ta vắt cái cốc đi để ta múc vào cốc cho thì không. Để mang cái bát đi này cũng được. Mang bát thì lấy bát khác thì múc ra. Mình lấy bát khác múc làm gì? Mình mày ăn hết. Mình ăn con ăn hết được mà. Để người khác ăn được chứ. Ăn ăn thế. Thì con múc bát khác cho ăn nha. Con muốn ăn bát to.